Từ khi còn là sinh viên, nữ cán bộ Nguyễn Ngọc Thúy Vi đã rất tích cực với hoạt động đoàn hội tại địa phương, nên cô được tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò bí thư chi đoàn khu phố 2, phường 11. Sau khi hoàn thành xong chương trình học cao đẳng ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2017, Thúy Vi vào công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11. Trẻ, năng động, nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, Thúy Vi đã đề xuất nhiều ý kiến tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Năm 2020, Vi được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường. Phát động, thực hiện cái nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là cái nhiệm vụ quan trọng của mặt trận. Thì ngoài đó thì cũng bản thân tôi thì cũng đã phát huy được những mô hình và tham mưu cho lãnh đạo để ban hành những cái văn bản để cho các khu phố đăng ký thực hiện những các mô hình hiệu quả để làm sao góp phần theo mục tiêu của thành phố Vũng Tàu là xanh sạch đẹp. Địa bàn phường 11 thành phố Vũng Tàu có hơn 60 tuyến hẻm phân bố ở nhiều địa bàn dân cư khác nhau. Trăn trở với việc nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Thúy Vi đã cùng với các ban ngành đoàn thể không quản ngại vất vả, vận động bà con tích cực thực hiện mô hình đoạn đường tự quản, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, cam kết không xả rác bừa bãi. Như con hẻm 988 thuộc khu phố 4, trước đây thường thiếu điện chiếu sáng, một số người nhân trời tối bỏ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất vẻ mỹ quan. Thực hiện mô hình đoạn đường tự quản, bà con đã cùng nhau dọn vệ sinh con đường sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định. Nhiều gia đình còn tự lắp thêm bóng điện ra ngoài để con hẻm sáng vào ban đêm. Bản thân gia đình tôi cũng như tôi và cũng như toàn bộ cái bà con ở cái tổ dân phố 50 khu phố 4 này thì là luôn luôn là thực hiện các cái quy định của phường là về vấn đề là xây dựng trật tự đô thị. Và bà con là thường xuyên là tự giác nhắc nhở nhau là trong cái khâu vệ sinh rồi là trong cái khâu tự quản và là nhiều gia đình là cũng lắp camera để đảm bảo trật tự an ninh cho cái tổ dân phố của mình cũng như của khu phố. Một điều mà Thúy Vi luôn quan tâm là mong muốn giúp các hộ gia đình bớt đi những khó khăn. Theo đó, cô tích cực vận động các mạnh thường quân trao tặng quà cho các gia đình khó khăn đột xuất, liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm, đẩy nhanh hồ sơ giúp hộ gia đình được vay tín chấp vốn để sản xuất kinh doanh nhỏ. Như hộ ông Nguyễn Thượng Hoàng ở khu phố 4, ông có người con trai bị bệnh đau. Lâu nay, ông làm thuê làm mướn để nuôi con. Nhưng hơn một năm qua, ông bị tai biến nằm một chỗ. Vì vậy, cuộc sống hai cha con gặp nhiều khó khăn. Hàng tháng, Thúy Vi cùng các hội đoàn thể đến thăm hỏi, tặng quà giúp cha con ông bớt khó khăn. Hay hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Vân, năm nay 69 tuổi, ở khu phố 4, là hộ nghèo chuẩn tỉnh, còn phải chăm sóc người con trai bị tật ở chân. Biết bà Vân có nghề may nhưng không có tiền để mua máy. Đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ kinh phí giúp bà mua chiếc máy may. Nhờ đó mà bà nhận may vá áo quần, kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó đến nay thì đồng chí Vi rất tâm huyết cũng như là có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó thì đặc biệt trong thời điểm này là thực hiện cái quy trình trong công tác bầu cử hội đồng nhân dân các cấp là cái cơ quan chủ đạo, thì như vậy là thực hiện các cái quy trình trong công tác bầu cử thì đồng chí Vi cũng thể hiện hết cái tinh thần trách nhiệm của mình. Và hơn nữa thì đồng chí Vi là cũng nằm trong 41 vị sẽ ra ứng cử đại biểu hội đồng dân sắp tới đây về năng lực, trình độ cũng như là lý lịch chính trị thì đồng chí Vi là hoàn toàn đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn để ra ứng cử hội đồng dân. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chị Nguyễn Ngọc Thúy Vi đã có gần 10 năm gắn bó với công việc làng, việc phố của địa phương và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mong rằng sức trẻ của chị tiếp tục lan tỏa, phát huy và cống hiến tâm sức cho sự phát triển của quê hương.